xin mời các bạn cùng ăn gà. Gà này gà của Tây Sát. Bên đây luôn này. Đây là sốt mật ong. Mật sao liền. Mật ong á. Bạn đi bạn sao thì không muốn nước ngọt, nước lọc thôi các bạn. Ngon không? Ngon quá, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Vì sao không chờ bạn nữa, giờ vì sao? Ăn rồi. Ngon quá các bạn ơi, các bạn cùng ăn với tụi mình nhé.